tuyển tập bài đọc diễn cảm về lời Đức Chúa Trời toàn năng. Chỉ bằng cách trải qua sự tinh luyện, con người mới có thể sở hữu tình yêu thật sự. Tất cả các ngươi đang ở giữa sự thử luyện và tinh luyện. Ngươi nên yêu mến Đức Chúa Trời như thế nào trong quá trình tinh luyện? Trải qua sự tinh luyện rồi, con người có thể dâng lên Đức Chúa Trời lời ca tụng thật sự. Và giữa sự tinh luyện, họ có thể thấy mình đang thiếu sót rất nhiều. Càng được tinh luyện thì ngươi càng có thể từ bỏ xác thịt. Càng được tinh luyện thì con người càng yêu mến Đức Chúa Trời hơn. Đây chính là điều các ngươi nên thông hiểu. Tại sao con người phải được tinh luyện? Sự tinh luyện nhằm đạt được hiệu quả gì? Tầm quan trọng của công tác tinh luyện mà Đức Chúa Trời thực hiện trong con người là gì? Nếu ngươi thực sự tìm kiếm Đức Chúa Trời, thì sau khi cảm nghiệm được sự tinh luyện của Ngài đến một mức độ nhất định, ngươi sẽ cảm thấy rằng điều đó vô cùng tốt và cực kỳ cần thiết. Con người nên yêu mến Đức Chúa Trời như thế nào trong quá trình tinh luyện? Bằng cách dùng quyết tâm yêu mến Đức Chúa Trời để chấp nhận sự tinh luyện của Ngài. Trong quá trình tinh luyện, ngươi bị dày vò trong lòng như thể một lưỡi dao đâm xoáy vào tim. Tuy nhiên, ngươi sẵn sàng làm thỏa lòng Đức Chúa Trời bằng tấm lòng mình, tấm lòng yêu mến Ngài, và ngươi không hề muốn quan tâm đến xác thịt. Đây là ý nghĩa của việc thực hành yêu mến Đức Chúa Trời. Ngươi đau bên trong, và nỗi đau đớn của ngươi đã đến một mức nào đó. Tuy nhiên, ngươi vẫn sẵn lòng đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện rằng: Lạy Đức Chúa Trời, con không thể rời xa người. Dẫu rằng có bóng tối trong con, thì con vẫn muốn làm đẹp lòng người. Người biết tấm lòng của con, và con ước rằng người dành cho con nhiều tình yêu thương hơn nữa. Đây là thực hành trong suốt quá trình tinh luyện. Nếu ngươi dùng lòng yêu mến Đức Chúa Trời làm nền tảng, thì sự tinh luyện có thể đem ngươi đến gần Đức Chúa Trời hơn và làm cho ngươi trở nên thân thiết hơn với Ngài. Vì ngươi tin Đức Chúa Trời, nên ngươi phải dâng lòng mình trước Đức Chúa Trời. Nếu ngươi dâng và trải lòng ngươi trước Đức Chúa Trời, thì trong quá trình tinh luyện, ngươi sẽ không thể chối bỏ Đức Chúa Trời hoặc rời xa Ngài. Bằng cách này thì mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời sẽ trở nên gần gũi hơn và bình thường hơn bao giờ hết, và mối tương giao giữa ngươi với Đức Chúa Trời sẽ trở nên thường xuyên hơn bao giờ hết. Nếu ngươi luôn thực hành theo cách này, thì ngươi sẽ dành nhiều thời gian hơn trong sự sáng của Đức Chúa Trời và nhiều thời gian hơn dưới sự chỉ dẫn của lời Ngài. Cũng sẽ ngày càng có nhiều thay đổi trong tâm tính ngươi, và sự hiểu biết của ngươi sẽ gia tăng từng ngày. Khi đến ngày mà những sự thử luyện của Đức Chúa Trời thình lình giáng xuống ngươi, ngươi chẳng những có thể đứng về phía Đức Chúa Trời mà còn có thể làm chứng về Ngài. Lúc đó, ngươi cũng sẽ giống như Job và như Phi-e-rơ. Khi đã làm chứng về Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ thực sự yêu mến Ngài và sẽ vui lòng phó thác cuộc sống của mình cho Ngài. Ngươi sẽ là chứng nhân của Đức Chúa Trời và là người được Đức Chúa Trời yêu thương. Tình yêu thương đã kinh qua sự tinh luyện thì vững chắc không hề yếu đuối. Bất kể khi nào hay bằng cách nào mà Đức Chúa Trời bắt ngươi phải chịu những sự thử luyện của Ngài, ngươi cũng đều có thể không ngại sống chết, vui mừng gạt bỏ mọi thứ sang một bên vì Đức Chúa Trời, và vui lòng gánh chịu bất cứ điều gì vì Đức Chúa Trời. Như thế, tình yêu thương của ngươi sẽ trở nên thanh khiết, và đức tin của ngươi sẽ là đức tin thật. Chỉ đến lúc đó, ngươi mới là người được Đức Chúa Trời thực sự yêu mến và được trở nên hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời. Nếu con người rơi vào sự ảnh hưởng của Satan, họ không có tình yêu dành cho Đức Chúa Trời trong lòng mình, và những khải tượng, tình yêu thương và lòng quyết tâm trước đây của họ đều biến mất.
mọi người từng cảm thấy rằng họ nên chịu đau khổ vì Đức Chúa Trời. Nhưng ngày nay, họ nghĩ rằng làm như vậy thật đáng xấu hổ, và họ có rất nhiều lời than phiền. Đây là công việc của Satan, một dấu hiệu cho thấy con người đã nằm dưới quyền của Satan. Nếu ngươi gặp phải tình trạng này, thì ngươi phải cầu nguyện và đảo ngược tình thế càng sớm càng tốt. Điều này sẽ bảo vệ ngươi trước những sự tấn công của Satan. Chính trong quá trình tinh luyện cay đắng mà con người có thể dễ dàng rơi vào sự ảnh hưởng của Satan nhất. Vậy thì, ngươi nên yêu mến Đức Chúa Trời thế nào trong suốt quá trình tinh luyện như thế? Ngươi nên tập trung ý chí, trải lòng trước Đức Chúa Trời và tận hiến thời gian còn lại của ngươi cho Ngài. Cho dù Đức Chúa Trời tinh luyện ngươi thế nào, thì ngươi cần có khả năng đưa lẽ thật vào thực hành để đáp ứng ý muốn của Ngài. Và ngươi nên tự tìm kiếm Đức Chúa Trời và tìm kiếm sự tương giao. Vào những lúc như thế, càng thụ động thì ngươi càng trở nên tiêu cực hơn và càng dễ dàng để ngươi thoái lui hơn. Khi đến lúc cần thiết để ngươi làm phận sự của mình, cho dù ngươi không làm tốt, hãy làm tất cả những gì ngươi có thể làm. Và hãy làm như vậy sử dụng không gì khác ngoài tình yêu của ngươi dành cho Đức Chúa Trời. Dù người khác có nói gì, họ có nói ngươi đã làm tốt hay là không tốt, thì những ý định của ngươi là đúng đắn. Và ngươi không tự nên công chính bởi ngươi đang hành động nhân danh Đức Chúa Trời. Khi người khác hiểu sai về ngươi, ngươi có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời và thưa rằng: Lạy Đức Chúa Trời, con không cầu xin để người khác khoan dung cho con hay đối xử tốt với con. Con cũng không cầu xin để họ hiểu con hoặc chấp thuận con. Con chỉ cầu xin rằng con có thể yêu mến người trong lòng, rằng con có thể thanh thản trong lòng và rằng lương tâm con có thể trong sạch. Con không cầu xin người khác khen ngợi con hay kính trọng con. Từ đáy lòng mình, con chỉ tìm cách làm thỏa lòng người. Con thực hiện vai trò mình bằng cách làm tất cả những gì con có thể làm. Và dù rằng con dại dột, ngu muội, tố chất kém cỏi và mù quáng, con biết rằng người là đáng yêu mến và con sẵn sàng dâng tất cả những gì con có cho người. Ngay sau khi ngươi cầu nguyện theo cách này, thì tình yêu thương ngươi dành cho Đức Chúa Trời trỗi dậy và trong lòng ngươi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Đây là ý nghĩa của việc thực hành yêu thương Đức Chúa Trời. Khi trải nghiệm, ngươi sẽ thất bại 2 lần và thành công 1 lần, hoặc là thất bại 5 lần và thành công 2 lần. Và khi ngươi trải nghiệm theo cách này, thì chỉ trong lúc thất bại, ngươi mới có thể thấy được sự đáng mến của Đức Chúa Trời và khám phá ra điều gì còn thiếu sót trong ngươi. Lần tiếp theo khi gặp những tình huống như thế, thì ngươi nên tự cẩn trọng, tiết chế các bước tiến của mình và cầu nguyện thường xuyên hơn. Dần dần, ngươi sẽ phát triển khả năng chiến thắng những tình huống như thế. Khi điều đó xảy ra, lời cầu nguyện của ngươi đã trở nên hiệu quả. Khi ngươi thấy rằng lần này mình đã thành công, ngươi sẽ thấy vui thỏa trong lòng. Và khi cầu nguyện, ngươi sẽ có thể cảm nhận được Đức Chúa Trời và sự hiện diện của Đức Thánh Linh chưa rời xa ngươi. Chỉ khi đó, ngươi mới biết được Đức Chúa Trời làm việc trong ngươi như thế nào. Thực hành theo cách này sẽ cho ngươi một con đường dẫn tới việc trải nghiệm. Nếu ngươi không thực hành lẽ thật, thì sẽ không có sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong ngươi. Nhưng nếu ngươi đưa lẽ thật vào thực hành khi ngươi gặp phải những chuyện như hiện tại, thì dù ngươi có bị tổn thương bên trong, Đức Thánh Linh sẽ ở bên ngươi sau đó. Ngươi có thể cảm nhận được sự hiện diện của Đức Chúa Trời khi ngươi cầu nguyện. Ngươi sẽ có sức mạnh để thực hành lời Đức Chúa Trời. Và trong khi tương giao với các anh chị em mình, thì sẽ không có gì đè nặng lên lương tâm ngươi và ngươi sẽ cảm thấy bình an. Bằng cách này, ngươi có thể làm sáng tỏ những gì ngươi đã làm. Dù những người khác có nói gì, thì ngươi sẽ có thể có được mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời. Ngươi không bị ràng buộc bởi người khác. Ngươi sẽ vươn lên trên mọi thứ.
Và trong việc này, ngươi sẽ chứng minh rằng việc thực hành lời Đức Chúa Trời của ngươi đã có hiệu quả. Sự tinh luyện của Đức Chúa Trời càng mạnh mẽ, thì tấm lòng của con người càng có thể yêu mến Đức Chúa Trời hơn. Sự đau khổ trong lòng họ là điều có lợi cho đời sống họ. Họ càng có thể bình an hơn trước Đức Chúa Trời. Mối quan hệ giữa họ với Đức Chúa Trời càng gần gũi hơn, và họ càng có thể thấy rõ tình yêu thương cao cả của Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi vĩ đại của Ngài. Pierre đã nếm trải sự tinh luyện hàng trăm lần, và Job đã trải qua nhiều sự thử luyện. Nếu các ngươi muốn được làm cho hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời, các ngươi cũng phải trải qua sự tinh luyện hàng trăm lần. Chỉ khi các ngươi trải qua quá trình này và dựa vào bước này, thì các ngươi mới có thể thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện. Sự tinh luyện là phương tiện tốt nhất mà Đức Chúa Trời dùng để làm con người trở nên hoàn thiện. Chỉ có sự tinh luyện và những sự thử luyện cay đắng mới đem lại lòng yêu mến thực sự đối với Đức Chúa Trời trong lòng con người. Không có gian khổ, con người thiếu mất lòng yêu mến thật sự đối với Đức Chúa Trời. Nếu họ không được thử thách ở bên trong, và nếu họ không thật sự chịu sự tinh luyện, thì lòng họ sẽ luôn trôi dạt bên ngoài. Sau khi được tinh luyện đến một mức độ nào đó, người sẽ thấy được những điểm yếu và khó khăn của chính mình. Người sẽ thấy mình đang thiếu sót bao nhiêu, và người không thể vượt qua nhiều nan đề mà người gặp phải, và người sẽ thấy được sự bất tuân của người lớn cỡ nào. Chỉ trong những sự thử luyện, con người mới có thể thực sự nhận biết tình trạng thật của mình. Những sự thử luyện làm cho con người có thể được hoàn thiện tốt hơn. Trong suốt cuộc đời mình, Pierre đã trải qua sự tinh luyện hàng trăm lần và đã trải qua nhiều thử thách đau đớn. Sự tinh luyện này đã trở thành nền tảng của tình yêu thương cao cả mà người dành cho Đức Chúa Trời, cũng như kinh nghiệm quan trọng nhất trong toàn bộ cuộc đời người. Việc người có thể có được tình yêu thương cao cả đối với Đức Chúa Trời trong một phương diện nào đó là vì lòng kiên quyết yêu mến Đức Chúa Trời của người. Tuy nhiên, quan trọng hơn, đó là vì sự tinh luyện và đau khổ mà người đã trải qua. Sự đau khổ này đã trở thành kim chỉ nam cho người trên con đường yêu mến Đức Chúa Trời. Và một điều đáng nhớ nhất của người: nếu con người không trải qua sự đau đớn của sự tinh luyện khi yêu mến Đức Chúa Trời, thì tình yêu thương của họ đầy rẫy những sự bất khiết và ý thích riêng của họ. Tình yêu như vậy đầy rẫy những ý tưởng của Satan, và về cơ bản không thể thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời. Có quyết tâm yêu mến Đức Chúa Trời thì không giống như thật sự yêu mến Đức Chúa Trời. Dù rằng tất cả những gì họ suy nghĩ trong lòng là để yêu mến và làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, và dù rằng những suy nghĩ của họ dường như hoàn toàn dành cho Đức Chúa Trời và không có chút gì tư tưởng con người, nhưng khi những suy nghĩ của họ được đưa ra trước Đức Chúa Trời, thì Ngài lại không khen ngợi hay ban phước cho những suy nghĩ đó. Ngay cả khi con người hiểu đầy đủ tất cả các lẽ thật, khi họ đã biết tất cả chúng, không thể nói đây là một dấu hiệu của tình yêu dành cho Đức Chúa Trời. Không thể nói là những người này thực sự yêu mến Đức Chúa Trời. Mặc dù hiểu nhiều lẽ thật mà chưa trải qua sự tinh luyện, con người không thể thực hành những lẽ thật này. Chỉ trong quá trình tinh luyện, con người mới có thể hiểu được ý nghĩa thật của những lẽ thật này. Chỉ khi đó, con người mới có thể thực sự hiểu được ý nghĩa bên trong của chúng. Vào thời điểm đó, khi họ thử lại lần nữa, họ có thể thực hành lẽ thật một cách đúng đắn và phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi đó, ý tưởng mang tính con người của họ giảm đi, sự bại hoại của con người giảm đi, và cảm xúc mang tính con người bị suy giảm. Chỉ tại thời điểm đó, việc thực hành của họ mới là biểu hiện thật sự của tình yêu họ dành cho Đức Chúa Trời. Hiệu quả của lẽ thật trong tình yêu dành cho Đức Chúa Trời không đạt được qua sự hiểu biết
trên môi miệng hay sự sẵn lòng về mặt tinh thần, và cũng không thể đạt được chỉ bằng cách hiểu lẽ thật đó. Nó đòi hỏi con người phải trả giá, rằng họ phải trải qua nhiều cay đắng trong quá trình tinh luyện. Và chỉ khi đó thì tình yêu của họ mới trở nên thuần khiết và hợp lòng của Đức Chúa Trời. Trong yêu cầu của Ngài về việc con người yêu mến Ngài, Đức Chúa Trời không đòi hỏi con người yêu mến Ngài bằng niềm đam mê hay theo ý muốn của riêng họ. Chỉ thông qua lòng trung thành và việc sử dụng lẽ thật để hầu việc Ngài thì con người mới có thể thực sự yêu mến Ngài. Nhưng con người sống giữa sự bại hoại và vì thế không thể sử dụng lẽ thật và lòng trung thành để phụng sự Đức Chúa Trời. Họ hoặc là quá say mê Đức Chúa Trời, hoặc là quá lạnh lùng và không hề quan tâm. Họ hoặc là yêu mến Đức Chúa Trời đến tột cùng, hoặc là khinh ghét Ngài đến tột cùng. Những ai sống trong sự bại hoại luôn sống giữa hai thái cực này và luôn sống theo ý mình nhưng tưởng rằng mình đúng. Mặc dù ta đã đề cập đến việc này hết lần này đến lần khác, nhưng con người không thể xem trọng nó. Họ không thể hiểu thấu đáo tầm quan trọng của nó. Và vì thế, họ sống giữa niềm tin của sự tự lừa dối, trong ảo tưởng về tình yêu dành cho Đức Chúa Trời, thứ dựa trên sự ương ngạnh của họ. Xuyên suốt lịch sử, khi loài người phát triển và nhiều thời đại đã trôi qua, những yêu cầu của Đức Chúa Trời về con người ngày càng cao hơn, và Ngài ngày càng đòi hỏi con người phải hoàn toàn hướng về Ngài. Tuy nhiên, sự hiểu biết của con người về Đức Chúa Trời ngày càng trở nên mơ hồ, trừu tượng, và tình yêu con người dành cho Đức Chúa Trời đồng thời càng trở nên không thanh sạch. Tình trạng của con người và tất cả những gì con người làm ngày càng trở nên mâu thuẫn với ý muốn của Đức Chúa Trời, vì con người đã trở nên bại hoại hơn bao giờ hết bởi Satan. Điều này đòi hỏi Đức Chúa Trời thực hiện công tác cứu rỗi nhiều hơn và lớn lao hơn. Con người ngày càng đòi hỏi cao về Đức Chúa Trời, còn tình yêu con người dành cho Đức Chúa Trời ít đi hơn bao giờ hết. Mọi người sống trong sự bất tuân, không có lẽ thật, và sống đời sống không có nhân tính. Họ không những không có chút tình yêu thương nào dành cho Đức Chúa Trời, mà còn đầy rẫy những sự bất tuân và chống đối. Mặc dù họ nghĩ rằng họ đã có tình yêu hết mực dành cho Đức Chúa Trời, rằng họ không thể dễ dãi hơn với Ngài nữa, nhưng Đức Chúa Trời không tin như vậy. Ngài hoàn toàn rõ tình yêu của con người dành cho Ngài bị vấy bẩn thế nào, và Ngài chưa bao giờ thay đổi quan điểm của Ngài về con người bởi vì sự xun xoe của con người, cũng như Ngài chưa từng đền đáp thiện chí của con người vì sự tận tâm của họ. Không giống như con người, Đức Chúa Trời có thể phân biệt được. Ngài biết ai thực sự yêu mến Ngài và ai không, và thay vì tràn đầy nhiệt thành và đánh mất chính mình bởi vì những sự bốc đồng nhất thời của con người, thì Ngài đối xử với con người theo bản chất và hành vi của họ. Suy cho cùng, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, và Ngài có phẩm giá và sự thông hiểu. Con người rốt cuộc vẫn là con người, và Đức Chúa Trời sẽ không quay đầu vì tình yêu của con người khi nó mâu thuẫn với lẽ thật. Trái lại, Ngài đối đãi với tất cả những gì con người làm một cách thỏa đáng. Đối mặt với tình trạng của con người và thái độ của con người đối với Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời đã thực hiện một công tác mới, cho phép con người sở hữu cả sự hiểu biết về Ngài và sự vâng phục Ngài, cũng như cả tình yêu thương và lời chứng. Vì vậy, con người phải trải qua sự tinh luyện của Đức Chúa Trời đối với mình, cũng như sự phán xét của Ngài, sự xử lý và việc tỉa sửa của Ngài với mình. Không có những việc đó, con người sẽ không bao giờ biết đến Đức Chúa Trời, không bao giờ có thể thực sự yêu mến và làm chứng cho Ngài. Việc tinh luyện của Đức Chúa Trời đối với con người không chỉ đơn thuần là vì tác động một mặt, mà là vì tác động nhiều mặt. Chỉ bằng cách này
mà Đức Chúa Trời thực hiện công tác tinh luyện trong những người sẵn sàng tìm kiếm lẽ thật, hầu cho lòng quyết tâm và tình yêu của họ được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện. Đối với những ai sẵn sàng tìm kiếm lẽ thật và những ai khao khát Đức Chúa Trời, thì không gì có ý nghĩa hơn hoặc là giúp ích lớn lao hơn sự tinh luyện như thế này. Con người không dễ dàng nhận biết hay hiểu được tâm tính của Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời cuối cùng vẫn là Đức Chúa Trời. Cuối cùng, Đức Chúa Trời không thể có cùng tâm tính với con người, và vì thế, con người không dễ dàng nhận biết được tâm tính của Ngài. Lẽ thật vốn không thuộc sở hữu của con người, và những ai đã bị Satan làm bại hoại, không dễ dàng hiểu được lẽ thật. Con người không có lẽ thật và quyết tâm thực hành lẽ thật. Và nếu họ không chịu đựng đau khổ và không được tinh luyện hay phán xét, thì lòng quyết tâm của họ không bao giờ được trở nên hoàn thiện. Đối với tất cả mọi người, sự tinh luyện rất là đau đớn và rất khó chấp nhận. Tuy nhiên, chính trong quá trình tinh luyện mà Đức Chúa Trời khiến con người hiểu rõ hơn về tâm tính công chính của Ngài. Ngài công khai các yêu cầu của Ngài đối với con người, ban cho nhiều sự khai sáng hơn, cùng nhiều sự tỉa sửa và xử lý thực tế. Qua việc so sánh giữa thực tế và lẽ thật, Ngài ban cho con người sự hiểu biết lớn lao hơn về chính bản thân và lẽ thật, và ban cho con người sự thông hiểu lớn lao hơn về ý muốn của Đức Chúa Trời. Từ đó, cho phép con người có một tình yêu thật hơn và thuần khiết hơn đối với Đức Chúa Trời. Đây là những mục đích của Đức Chúa Trời trong việc thực hiện sự tinh luyện. Tất cả những công tác Đức Chúa Trời làm trong con người đều có mục đích và ý nghĩa riêng. Đức Chúa Trời không làm công việc vô nghĩa, và Ngài cũng không làm công việc nào không mang lại lợi ích cho con người. Sự tinh luyện không có nghĩa là loại bỏ con người ra khuất mắt Ngài, và cũng không có nghĩa là hủy diệt họ nơi địa ngục. Thay vào đó, nó có nghĩa là làm thay đổi tâm tính của con người trong quá trình tinh luyện, thay đổi những ý định, quan điểm cũ của con người, thay đổi tình yêu con người dành cho Đức Chúa Trời và thay đổi toàn bộ cuộc đời con người. Tinh luyện là sự thử luyện thật sự của con người, là một hình thức rèn tập thực sự, và chỉ trong quá trình tinh luyện thì tình yêu của con người mới có thể làm đúng chức năng vốn có của nó.